bây giờ mình đi đầu nghiêu cả nhà ơi. Tại vì thuyền mình đậu ở ngoài này, xong rồi mình phải đi vô trong đó thì cách nhau khoảng 4-5 mét vậy á. Thì mình sẽ có một cái phao ha, mình bơi vô đó, xong rồi mình đi lên đó mình đầu nghiêu. Hồi nãy mình nhìn thấy mấy cái nước nó phun phun lên á, là có nghiêu. Mà chồng mình nó nói là mấy cái, có mấy cái con chim á, nó đậu ở đây, nó đi vòng vòng đây là nghiêu. Mình không biết chỗ nào có nghiêu, tại vì nó lặn, nó không có phun nước lên á. Anh đem đồ vô đó trước, xong rồi quay lại cái mình đi nước, mình đi qua đó. Mình đeo ủng vô, anh có cái ủng nè. Mình cũng có con cái, Suvi cũng có con cái. Vui quá trời luôn. Đó, lại ta. Cái đó giống mắt con oyster, con hà, con gì ta? Con ốc dồi dồi. Cả nhà nhìn Suvi mắc cười không? Hai cho con Suvi đi đầu nghiêu cả nhà ơi, không biết có con nào không chứ thấy là thấy vui rồi đó. Có không Vi? À, à không có, Suvi muốn kiếm á hả? À. Vậy đó hả? Con chào cô chú nè. Suvi. Suvi. Suvi bận quá hả? Nhưng mà con chào một cái đi rồi con làm tiếp. Nè con chào cô chú đi Suvi à. Con chào ông bà cô chú. Suvi. Mua cái ủng cho Suvi nó mang, nhìn thấy cưng không? Suvi. Hả? Con chào ông bà cô chú. Chào bà cô chú. Ok, đợi đi con. Cha Suvi đào rồi cả nhà, không biết hồi nãy giờ chưa bắt được con nào luôn đó. Nó thiền mình đậu ngoài kia đó. Đó là thiền của mình. Tại vì mình thả lòng cua xuống là cái mình ở đây nước nó rút nè, đi lên đây đầu nghiêu. Thật ra nó đi lên đây đầu nghiêu, hồi nãy thì mình cũng thấy nó búng búng nước lên đó, nhưng mà đào lên con nghiêu nhỏ xíu cả nhà ơi. Không có lấy. Đào cho nó vui đó, chứ là cho Sophie nó chơi nè. Cái cát này nó không có lủng. Đi đã lắm, nó không có lủng cả nhà ơi. Trời ơi, hồi sáng nó lạnh, bây giờ nó hết lạnh rồi, bây giờ nó hơi hơi lạnh rồi, đã lắm. Đây là bóng dáng của mình đây. Cái Suvi nó vui, nó chơi đã luôn, nó nhảy. Nhảy hả Vy? Nhảy dưới nước hả Vy? Đi hướng này không có nắng. Vui không? Vui không? Thích không? Nhìn Suvi nó giống nông dân chưa? Giống như nông dân đi làm ruộng hết vậy ha. Mệt chết, trời ơi trời. Cái bó mệt nó phải chùi kìa. Mẹ thấy nước nó búng búng lên á. Mà ra đi lại, ra đi đào lên thì con nghêu nó nhỏ. Nè mình bơi bằng cái thuyền này đi qua cả nhà. Có mặc áo phao cho Suvi nữa, áo phao để trên kia, tôi xuống rồi lột ra. Trời ơi, mình mới phát hiện cả nhà ơi. Mệt quá không cần phải đào. Mình đi vòng vòng cái mình thấy mấy cái con này nè, nó núp ở dưới mấy cái bụi nghiêu này nè. Nó núp ở dưới này nè, xong cái mình bơi mình đi, mình thấy nó cứng cứng á, xong cái mình môi nó lên. Trời ơi quá trời bự luôn. Đây nè, để mình đi mình kiếm cho cả nhà coi nha. Mình đi cái mình đạp vậy nè, mình thấy nó cứng cứng đó. Cái mình lụm lên. Nó giống như cái này nè. Bắt được con cua. Ôi, con cua này, con cua chết.
hay là con cua chết. Đó, mình thả ra đây cho mấy con chim nó ăn. Trời ơi, nó dứa trong mấy bụi nghêu rồi nè cả nhà. Này là con cua chết ha, dụt qua đây cho mấy con nghêu phát ăn. Mấy con đây nè. Trời ơi, ra đi, come here. Trời ơi, đảo quá trời đảo luôn. Đây nè, nguyên con bự chà bá luôn, ra đi ơi. Đây, very easy and very big. Come here. Trời ơi, nó trốn ở dưới mấy cái rong rêu này nè cả nhà. Trời ơi, very big cả nhà ơi. Trời ơi, Daddy ơi. Around here. You see like that? Like that. Wow. See. Wow. Trời ơi, con này nó vượt chào bá luôn. Vui quá, vui quá. Wow. Look at that, Sophie ơi. Trời ơi, vui quá cả nhà ơi. Tự nhiên bắt được mấy con nghêu bự vừa vui quá. Like this. Ah, I see Mary. Wow, you see Sophie. Con này nó bự. Trời ơi, cả nhà nhìn cái thai mình ha. Nó bự vậy nè. Oh my god. It's so nice. Yeah, it's so nice. Oh yeah, Sophie. Mò. Oh. This one no. This one là cái giỏ rồi. Nè, Phi thấy không Phi? Oh my god. Đã quá Phi ơi. Cái này mày dục lại cái đống này đi. Lát nữa cái mình lấy thùng quá mình đựng. Trời ơi, đã quá. Thích ghê. Nè Phi Phi. Thấy chưa mẹ đạp lên nói là mày nó ra nè. Đã chưa? Dạ. Đây con cua nè. Con cua này là con cua đỏ nè. Bắt nó luôn. Nè con cua nè. Thấy chưa? Cua này là cua đỏ đó. Cua này người ta không có cần, mình có thể bắt nó. Nhưng mà con cua này hai cái càng ăn thì ngon, nhưng cái mình nó rất là khó lấy thịt cả nhà. Trời ơi, đã quá trời ơi. Vui quá. Ốc. Hả? Chỗ này cái gì mà nó cứng vậy? Này là cái giỏ. Trời ơi, cái giỏ với cái con gì mà nó bự dữ ta. Cái giỏ bự hết sức bự không? Chỗ này cứng nữa nè. Ở chỗ này nó cứng nè. Cứng mà không biết con gì thế này. Hay là cái giỏ thì không biết. Wow. Sophie, look at that Sophie. Wow. Bự chưa? Bự. Trời ơi, cả nhà nhìn cái tay của mình mà cái con nó bự thiệt là bự luôn. Wow, really nice. Yeah, mình đi nè, mình đạp vậy nè, con thấy nó cứng là trúng nó đó. Không cần đào luôn cả nhà ơi. Ở đằng kia Sophie cha Sophie đào mà không có. Đây. Đây. Hả? Đó. Đây. Ui. Ủa cái này cái giỏ. Cái này không phải cái giỏ. Cái yeah. Con. Ừ cái con nè nó có thịt trong nè. Ồ. Rồi mình để góc này nha. Mình để góc này đi xong rồi mình đi bắt xong mình về mình hốt. Á dọc. Ồ cho mi. Ờ sao kì. Mình để đi. À chỗ nào nó u lên vậy nè. Ồ cái giỏ của nó bự chưa nè. Con này đem về làm gì ta? Nướng nha. Nướng mỡ hành. Wow. Đã quá. Oh, dính luôn. Nè thấy không? Cả nhà thấy nó u lên ha, đạp luôn. Đạp xuống là nó cứng. Trời đất ơi, con nào con thấy nó bự chà bá lửa. Quá đã rồi. Thích quá. À, chỗ này cứng nè biết không? Đâu con đạp lên thử coi. Con đạp lên thử coi con thấy nó cứng không? See? Yeah. Oh, see? Yeah. Chỗ này nữa nè, chắc chỗ này nữa nè. Ờ ok, rồi không có. Được hai con nữa. Nữa con. Ờ, này là cát. Không có. Đó. Cát thôi. Cái này cứng cứng. Phải cứng không? Chỗ nào cứng? Đây. Chỗ đó cứng hả? Còn cái này cứng. Sophie, chỗ này cứng. Cứng vậy đó hả? Nó mệt nguyên. Vậy đó hả? Đây, con bự nè. Đó. Chưa. Đây là cục. Đó, đâu cần đào đâu cả nhà. Đúng rồi, đang còn nè Bia. Đã chưa? Đã. Quá đã ha. Quá đã. Đang còn. Cứ thấy nó u lên vậy là bắt thôi cả nhà ơi. Nó u lên vậy nè. Dở nó ra. Đã chưa? Rất là thích thú luôn. Đây nữa nè. Đi nó cộm nè. Không, cái này là
cục đá. Cái này là chắc luôn á. Này là bà cua. Bà cua nè. Bà cua nhỏ. Cua, cua đỏ, còn cái này là chắc trắng luôn. Thấy không cả nhà? Trời ơi. Khỏi cần đào bới gì luôn. Cứ dạch mấy cái rong rêu nó ra là có, không biết cái này đúng không? Đúng luôn. Chính xác luôn. Phải không ta? Hay là con gì đây? Ồ, không, cái này là cục đá cả nhà ơi. Cục đá. Ok. Đó, thấy chưa? Đi đạp nó cứng cứng. Trời ơi. Trời ơi, tức quá đi. Vô đây. Ui, quá trời đẻ. Quá trời thích thú. Con cua đó mình không bắt đâu, tại vì cái thịt nó khó lấy lắm, cứng. Đây. Đó. Đây nữa nè. Con kia con gì ta? Đây nữa nè. Bây giờ là nhà chồng mình anh quay giùm. Xin chào cả nhà nha. Xin chào cả nhà đang xem channel của mình ngày hôm nay. Hôm nay mình đi bắt con gì ta? Con clam hả? Clam. Vậy phải không? Silly. Vậy nè cả nhà, đạp đạp vậy nè, nó cứng cứng. Có. Không nha. Không nha. Ta-da. Bự quá trời bự luôn. Đây đạp đạp vậy nè cả nhà, nó cứng cứng là nó nè. Bự cha bá luôn. Cái tay của mình nè. Đó. Nha. Đạp đạp vậy không cần đào. Tại vì nghiêu, à, tại vì rong rêu không á cả nhà. Nó đạp đạp vậy cứng cứng là môi lên thôi. Một người bắt được 20 con. Gia đình nhà mình 3 người là bắt được 60 con. Đây. Lại đây. Cắt đó lên, cắm nha. Đó, đây đạp này nó cứng cứng nè. Giờ môi lên nha. Sophie. Sophie, con này hơi nhỏ nè. Con này nhỏ hơn con này. Wow. Quá trời đã luôn Vi ơi. Hả? Bỏ vô. Bỏ cái cống này, ra đi cầm. Thích quá trời luôn. Đây. Come here. Come here. Oh. Cái này là cái vỏ. Vỏ. Nó nhỏ. Có chỗ nào cứng cứng không? Ô. Oh. Con này là con cua màu xanh. Con cua màu xanh. Yeah. Thả nó xuống. Hồi nãy mình thấy có mấy con cua đỏ nữa, nhưng mà không có bắt. Cái này chứ không là ai biết cái gì chứ. Thôi con cua nó nhỏ mà, mình tha nó đi, mai mốt nó lớn. Ừ. Quá trời đã. Quá trời vui. Đây là cái vỏ. Cái vỏ nó bự thiệt là bự. Này chắc mấy con chim nó ăn á. Quá trời. In a minute though, as soon as I empty the bucket, or put these in the bucket. I don't need to hold it. I want to hold. Let mommy hold. Chào chú. Rồi, thank you. Mommy cầm cho. Come on. Đem cây này theo đào mình, cả nhà mình cuối cùng đâu có đào đâu. Sophie đi đạp đạp vậy nè, Sophie. Đây. Hả? Không sao con, hồi mẹ có đồ thay cho con mà. It's okay. Chú Phi nó làm múa vỏ. Chứ này về trong đi học vỏ nha Phi. Okay, here. I think this one. Yeah. Yeah. We got a lot right here. We got a lot. Already, earlier. Okay, already. À. I mean in this area. Cái này nó ù ù nè, không có hả? Đúng không? Trời ơi. Đúng là hả, mình mới bắt được có chút xíu thời gian mà có kinh nghiệm luôn cả nhà. Enough? 44. Well, it's more than we can eat. Huh? This is actually a different type, I think. Uh-huh. And you can get more of those. Nguyên hộp luôn cả nhà ơi. Nó xí cám nè. Chú cầm camera cho mẹ ha. How many we got, darling?
57. 57 con. Thật ra ăn cũng không có hết. Để mình để đông đá xong rồi nó nấu cháo gì ăn, hay là mình làm thử mấy con nước mỡ hành cho chồng mình, anh ăn chắc mấy con. Hai chồng mình là chắc là ổng không ăn rồi đó. Rồi đi thôi. Vui quá trời luôn. Maybe, but mình để trong đó với trong cái thùng này. Let's not do it here. Let's do okay. Mình đi chỗ mấy cái rong rêu này á, nó mình đạp đạp cái nó cứng cứng, cái là mình bắt được con nghêu bự lắm luôn cả nhà ơi. Nó không cần phải đào, lúc nãy mình mới bước lên mình đâu biết đâu, đi đào mấy cái cát này nè nó nặng muốn chết mà ra mấy con nghêu nhỏ nhỏ xíu à. Đi bộ tuốt lần đó, đi đạp 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 lên cái nó u lên cái là bắt nghêu, trời ơi bự chà bá luôn. Xong rồi tới nơi rồi cả nhà ơi, người ta sẽ còn có thuyền vô đây, đi lên trên lấy xe xuống. Câu cá thiền, người ta chạy đi vòng vòng chơi. Cha sẽ đi tới rồi. Rồi đi lên rửa thuyền nha cả nhà ơi. Giờ cha Suvi đang rửa thuyền, rửa cho nó sạch sẽ với cái rong rêu cả nhà. Xin chào cả nhà nha, hẹn cả nhà video tiếp theo. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye cả nhà.